Xin chào mọi người, đây là sản phẩm SC103. Thì sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách mà kết nối phần điều khiển từ xa vào phần motor và cách kết nối điều khiển qua app điện thoại nha. Thì đầu tiên á, để mình thêm phần remote vào phần motor này thì mình sẽ tiến hành mình nhấn nút thêm thiết bị ở phía sau phần đuôi motor nha. Thì ở đây cái nút màu đen ở đây nè, thì mình sẽ hành tận nhấn giữ nha. Rồi, khi mà đèn sáng đứng lên rồi thì mình tiến hành nhấn một nút lên hoặc xuống trên remote nha. Đây. Rồi, đèn sẽ nhấp nháy nha và nó tắt. Và mình thêm thành công phần remote rồi nha. Đây mình sẽ tiến hành nhấn thử nè. Đây. Rồi, mình nhấn motor sẽ quay nè. Nhấn giữa nó sẽ dừng nè. Rồi, mình nhấn xuống là nó quay ngược lại nè. Rồi. Tiếp đến là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà thêm điều khiển qua app nha. Ở đây sản phẩm SC103 này mình sẽ sử dụng app Smart Ride nha. Đây. Mình sẽ thêm một app Smart Ride. Tiếp đến đó, mình sẽ ấn thêm thiết bị nha. Rồi, mình sẽ vô phần đồ gia dụng nhỏ nha. Rồi, mình sẽ kéo xuống. Rồi, vô phần rèm cửa nha. Rồi, mình nhấp vô. Rồi, ở đây á, mình sẽ nhập tên wifi và mật khẩu nha. Lưu ý ở đây á, mình sẽ sử dụng wifi tần số 2.4 GHz nha. Rồi, mình ấn tiếp theo. Rồi, mình ấn rồi phần xác nhận đèn nhấp nháy nha. Rồi, khi mà các bạn tới bước này rồi á, thì các bạn quay về phần motor nha. Rồi, các bạn nhấn 3 lần nhanh trên cái phần đuôi nha. 1, 2, 3. Rồi, thì sau đó đèn sẽ nhấp nháy nha. Rồi, sau đó trên điện thoại tiếp tục các bạn nhấn vào phần đèn nhấp nhanh nha. Đây. Và nó sẽ hiện qua đang thêm trạng thái đang thêm thiết bị nha. Rồi, đây mình đã thêm thành công rồi nha. Ở đây mình ấn chỗ này để mình đặt tên cho thiết bị nha. Rồi, sau đó mình ấn hoàn tất nha. Rồi, tiếp đến mình cài thành công rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ ấn nè. Rồi, motor quay nè. Rồi, chính giữa dừng nè. Rồi, ấn bên đây nó sẽ đóng rồi nè. Rồi. Trong đó mình sẽ có phần thêm ở đây. Rồi, mình tắt hoặc mở để đảo chiều cái phần rèm nha. Rồi.